Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với bản tin VietnamSport ngày 27 tháng 3 năm 2022. Trước khi đến với những thông tin chi tiết xuất hiện trong bản tin ngày hôm nay, đừng quên bấm subscribe ngay kênh YouTube VietnamSport, nhớ bấm chuông để nhận được những thông tin mới nhất, những cập nhật liên tục về bóng đá Việt Nam mỗi ngày. Sau đây trân trọng kính mời toàn thể quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin chính xuất hiện trong chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Trợ lý của huấn luyện viên Park Hang-seo mắc Covid-19. Thưa quý vị, là ông Lê Huy Khoa, trợ lý ngôn ngữ của huấn luyện viên Park Hang-seo đã có kết quả dương tính khi xét nghiệm Covid-19 tại sân bay Narita ở Tokyo, Nhật Bản. Trong đội ngũ của đội tuyển vào thời điểm hiện tại vẫn còn trợ lý ngôn ngữ Anh Hàn. Do vậy, việc giao tiếp và truyền đạt thông tin giữa huấn luyện viên Park Hang-seo và cao trò phần nào vẫn được đảm bảo. Đội tuyển Việt Nam đã đến Nhật Bản vào sáng ngày hôm qua 26 tháng 3 và phải mất tới 3 tiếng đồng hồ làm các thủ tục liên quan đến sân bay và xét nghiệm Covid-19. Các quy định nhập cảnh của nước bạn là rất khắt khe trong thời kỳ dịch dã Covid-19 vẫn rất phức tạp. Trong khi đó, thủ môn Đặng Văn Lâm di chuyển bằng tàu từ Osaka đến Tokyo để hội quân cùng toàn đội. Đội tuyển Việt Nam sang Nhật Bản với tổng cộng 19 cầu thủ, cộng thêm Đặng Văn Lâm ở Nhật Bản sẵn là 20 người. Sau trận đấu với Oman tại sân Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam tiếp tục tổn thất về mặt lực lượng khi Văn Xuân và Tiến Linh dính chấn thương, Thành Trung thì bị treo giò. Huấn luyện viên Parser quyết định không triệu tập bổ sung cầu thủ nào khác ngoài Đặng Văn Lâm do không kịp làm thủ tục cho người mới. Mưa trắng trời kèm gió giật mạnh, thầy Park buộc phải dừng sớm buổi tập tại Nhật Bản. Kết quả xét nghiệm PCR tại sân bay Narita vào sáng ngày 26 tháng 3 đã giúp cho huấn luyện viên Park Hang-seo tạm yên tâm về lực lượng thi đấu khi tất cả cao thủ đều âm tính với Covid-19. Tuy vậy, việc trợ lý ngôn ngữ Lê Khoa có kết quả dương tính và phải đi cách ly tối thiểu là 7 ngày theo quy định phòng chống dịch của chính phủ Nhật Bản đã buộc huấn luyện viên Park Hang-seo phải thay đổi phương thức giao tiếp nhằm truyền tải thông tin tới cao trò một cách tốt hơn, trơn tru hơn. Phần lớn các cầu thủ đều đã trải qua quãng thời gian dài làm việc với huấn luyện viên Park, cộng thêm ngôn ngữ riêng của bóng đá Việt Nam nên vấn đề giao tiếp trên sân tập cũng chưa phải điều gì đó quá lớn và quá khó khăn. Tuy nhiên, tại các cuộc họp chuyên môn sắp tới, huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn sẽ cần tới sự hỗ trợ của trợ lý Lê Huy Khoa thông qua kết nối video call. Cũng liên quan đến Covid-19, ban tổ chức nước chủ nhà đã áp dụng các nguyên tắc rất khắt khe nhằm đảm bảo các công tác phòng chống dịch bệnh. Ngoài việc bắt buộc tất cả các thành viên trong đội tuyển phải hoạt động trong bóng bầu khép kín một cách tuyệt đối, biện pháp truy vết và tách nhóm các trường hợp được xác định là tiếp xúc gần với F0 cũng được thực hiện một cách triệt để. Theo đó, căn cứ vị trí chỗ ngồi trên máy bay và qua xác minh bằng hình thức trao đổi thông tin, trợ lý Lê Khoa đã trả lời rất nhiều câu hỏi của bộ phận y tế nước chủ nhà về lịch trình sinh hoạt tiếp xúc trong ngày vừa qua. Những thành viên được xác định là F1 cho đội tuyển bao gồm 15 thành viên đã được tách nhóm để tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe. Trong quãng thời gian này, nhóm F1 của đội tuyển được bố trí phương tiện di chuyển riêng và khu vực ăn riêng. Việc sử dụng thang máy của F1 cũng không được cùng thời điểm với các thành viên còn lại. Tại sân tập, hai nhóm được bố trí hai phòng thay đồ khác nhau nhưng vẫn được tập luyện chung cùng với nhau một cách bình thường trên sân tập. Quy định phòng chống dịch khắt khe này đã từng được áp dụng trong các giai đoạn đại dịch bùng phát trên phạm vi toàn thế giới. Tuy vậy, đến thời điểm hiện tại, khi công tác phòng chống dịch đã chuyển sang giai đoạn thích ứng linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 thì các nguyên tắc nói trên đã không còn nhiều điểm phù hợp với thực tế, từ đó vô tình đã tạo ra tâm lý khá căng thẳng đối với ban huấn luyện và cao thủ của đội tuyển Việt Nam. Trở lại với buổi tập chiều ngày hôm qua, huấn luyện viên Park đã ưu tiên cho các bài tập vận động tự do với bóng, mục đích là giúp cao thủ lấy lại tinh thần hứng khởi cũng như giãn gân cốt sau quá trình dài từ Việt Nam sang Nhật Bản. Thủ thành Đặng Văn Lâm cũng hòa nhập nhanh chóng với các bài tập cùng hai người đồng đội ở vị trí chấn giữ khung thành, đó là Nguyên Mạnh và Tấn Trường. Tuy vậy, buổi tập đầu tiên của đội tuyển đã không được trọn vẹn như mong muốn. Sau nội dung khởi động, trời đổ mưa nặng hạt kèm theo nhiệt độ hạ thấp, gió giật mạnh khiến cho các thủ gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát trái bóng. Lo ngại sức khỏe của cao trò có thể bị ảnh hưởng trong điều kiện thời tiết bất lợi như vậy, huấn luyện viên Park đã quyết định thu quân cho cả nhà nghỉ sớm khi buổi tập mới trôi qua chưa đến 50 phút. Theo dự báo thời tiết, ngày hôm nay khả năng mưa vẫn ở mức khá cao, khoảng 60%. Tuy nhiên, do tính chất quan trọng của buổi tập nên chắc chắn huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ phải nỗ lực vượt qua nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu cuối cùng tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 với đội tuyển Nhật Bản diễn ra vào ngày 29 tháng 3 tới. Nhật Bản mất 6 trụ cột trước trận gặp Việt Nam. Sau khi đánh bại Australia với tỷ số 2-0 để chính thức giành tấm vé tham dự World Cup 2022 ở Qatar, đội tuyển Nhật Bản đã phải chịu một tổn thất nhỏ trước cuộc tiếp đón đội tuyển Việt Nam. Theo thông tin từ truyền thông xứ mặt trời mọc, bộ đôi cầu thủ đang chơi bóng tại châu Âu, đó là Itakura và Endo, sẽ rời đội bóng để trở về Đức kiểm tra chấn thương. Hai cầu thủ này đã chơi đủ 90 phút trong chiến thắng Australia 2-0 hôm 24 tháng 3. Itakura và Endo đều đang chơi bóng ở Bundesliga. Itakura đang thi đấu cho câu lạc bộ Schalke 04, trong khi đó Endo là thành viên của Stuttgart. Họ đều là những trụ cột quan trọng trong hành trình giúp cho đội tuyển Nhật Bản sớm góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Trước đó, Nhật Bản cũng không có được sự phục vụ của 4 trụ cột bao gồm Sakai, Osako, Meda, Fuhurashi do dính chấn thương. Như vậy là huấn luyện viên Moriyasu đã mất đến 6 cầu thủ quan trọng trước lượt đấu cuối cùng gặp đội tuyển Việt Nam. Dù thiếu vắng đi nhiều trụ cột nhưng so với cán cân lực lượng và đẳng cấp, Nhật Bản vẫn được đánh giá vượt trội hơn so với chúng ta. Đội tuyển Việt Nam cũng chịu tổn thất về mặt lực lượng khi hàng loạt những trụ cột dính chấn thương và nhiễm Covid-19 trước giờ lên đường sang Nhật Bản. Sau đây chúng tôi xin được tiếp tục với những tin tức về U23 Việt Nam tại Dubai Cup 2022. Thi đấu quả cảm, U23 Việt Nam để thua đáng tiếc trước U23 Croatia.
Khác với trận ra quân, cả U23 Việt Nam và U23 Croatia đều nhập cuộc rất tự tin và bỏ qua khâu thăm dò đối thủ. Tuy nhiên, U23 Croatia vẫn là đội kiểm soát bóng nhiều hơn. U23 Việt Nam sau đó cũng đã chủ động nhường lại thế trận và lùi sơ đồ hình để chờ đợi những tình huống phản công. So với trận gặp U23 Iraq, huấn luyện viên Lee Jang-jin đã có tới 8 sự thay đổi người. Hàng công với sự xuất hiện của Hồ Thanh Minh cùng Võ Nguyên Hoàng thi đấu chủ động và tích cực áp sát. Hàng phòng ngự dưới sự chỉ huy của Nhâm Anh Dũng cũng chơi chắc chắn trước đối thủ tới từ châu Âu. Thậm chí nếu chắc chiêu hơn trong hiệp thi đấu thứ nhất, U23 Việt Nam đã có được bàn thắng mở tỷ số. Xuân Tú và Thanh Minh đều có những cơ hội ngon ăn nhưng không tận dụng thành công. Phía bên kia chiến tuyến, U23 Croatia lại tấn công một cách khá bế tắc. Sang đến hiệp thi đấu thứ hai, U23 Croatia có một loạt những sự thay đổi người nhằm tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số. Đội bóng tới từ châu Âu gia tăng sức ép và tạo ra không ít những cơ hội nguy hiểm. U23 Việt Nam gặp bất lợi về thể hình nhưng cũng chơi rất kiên cường trong những pha đấu tranh chấp tay đôi. Tương tự như trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa thì U23 Croatia đã có bàn thắng mở tỷ số. Khai thông tin bế tắc ở phút thứ 80, cú dứt điểm từ xa của U23 Croatia đưa bóng đi quá hiểm và không cho Quang Văn Chuẩn bất kỳ cơ hội nào để cản phá. Nhận trận thua với tỷ số 0-1 trước U23 Croatia, U23 Việt Nam mới chỉ có được 1 điểm và chưa ghi được bất kỳ bàn thắng nào sau 2 trận đấu tại Dubai Cup 2022. Lượt trận thứ hai Dubai Cup 2022 tiếp tục diễn ra trong ngày 26 tháng 3 với nhiều cặp đấu hấp dẫn. Ở trận đấu sớm lúc 19 giờ, U23 Trung Quốc đã gây bất ngờ khi đại thắng U23 Thái Lan với tỷ số 4-2. Trong khi đó, một mình chân sút Phang Hào đã lập một cú poker nhấn chìm đội bóng xứ chùa vàng xuống đáy bảng xếp hạng. Ở trận đấu cùng giờ thì U23 Nhật Bản tiếp tục thể hiện sức mạnh đáng nể khi giành thắng lợi 2-0 trước U23 Qatar. Qua đó vươn lên ngôi đầu bảng với 6 điểm tuyệt đối. Hai pha lập công của cầu thủ Saito và Yamamoto đều là những siêu phẩm rất đẳng cấp. Thưa quý vị, là chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Vietnam Sport ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm subscribe ngay kênh YouTube Vietnam Sport, nhớ bấm chuông để nhận được những thông tin mới nhất, những cập nhật liên tục về bóng đá Việt Nam mỗi ngày. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.